Muốn đuôi gió thì có đuôi gió nhọn cũng có, đuôi gió mà Bista dạng thường chở người ngồi sau cũng có, muốn chơi tem thì cũng có. Mấy cái video gần đây mình làm về mũ Yuhi 985, nào là giới thiệu mũ và gắn đuôi gió cho mũ. Cho nên video này mình sẽ đổi mới chút xíu là mình sẽ tiếp tục làm về Yuhi 985 nhưng mà là dán tem chắc chắn rồi. Ra một dòng mũ mới thì nhiều bạn hỏi là có gắn đuôi gió được không, cũng sẽ có nhiều bạn hỏi là có dán tem được không. Cái này thì mình đã dán sẵn mẫu một bộ tem là tem BMW màu đỏ. Mình cảm nhận được á là cái phần tem mà dán cho mũ này nè, nó rất là liền lạc, rất là đẹp. Nhất là cái mặt sau nè, hai cái mảng ghép này nè, dán vô mình nhìn thấy nó còn fit, còn vừa vặn hơn so với dán cho Yuhi 978 hoặc là Yuhi 981 nữa. Cái nón này sẽ mở ra một tiềm năng rất là lớn là chế độ tem cho nón này cũng như là đuôi gió hoặc là những cái phụ kiện khác hoặc là tai nghe này nọ thì rất là dễ luôn. Chỗ này là nó gần với cái hốc thông gió cho nên mình sẽ cắt đi một chút xíu cho nó không có phạm vô đây, để đảm bảo là bạn mở lên mở xuống cái hốc thông gió này nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Cái lường nón này nó hơi cong, nó sẽ na ná giống như cái Yuhi 978 khi mà dán vô nó sẽ ăn cong theo cái này. Nhưng mà được thêm cái hôm bữa mình nói là cái khuôn viền này là bằng nhựa chứ đâu phải là cao su, cho nên dán lên đây nó sẽ liền lạc hơn, nó không có bị chạy tới chạy lui. Cái này tem là tem Yuhi 978 cho nên nó né ăn chút xíu về cái mảng chỗ này là cái hốc thông gió, còn ngoài ra những chỗ khác nhìn rất là đẹp, rất liền lạc nha. Dán lên màu đen bóng là đẹp nhất nha các bạn. Ở đây cái đường này với đường bên đây là nó trống trải hết, nhưng mà mình chỉ cần thêm một chút xíu chi tiết này lên đây thôi là nhìn nó rất là đẹp rồi. Hiện tại Yuhi 985 thì giá là 1.600.000, chỉ có màu trơn thôi nha các bạn, là màu đen nhám, đen bóng, trắng bóng, màu xám xi măng và một cái màu xám nhám nữa. Thì sắp tới sẽ về màu tem. Màu tem thì theo thông tin mình biết giá nó sẽ cao hơn màu trơn là khoảng 200.000 nha các bạn. Cái nón này cũng có nhiều bạn nói là rất là đẹp, đợi im, nhưng mà chỉ có một kính là hơi tiếc. Thì một kính này nó cũng có cái ưu điểm là nó giúp cho cái nón nó nhỏ hơn chút xíu và nó nhẹ hơn các bạn. Với một phần nữa là khi bạn dùng một kính thôi thì ánh sáng nó truyền qua nó cho hình ảnh nó sắc nét hơn, các bạn dầu cua dễ canh, dễ chỉnh hơn. Và kết cấu của nón một kính thì mình nghĩ nó sẽ có sự an toàn hơn tương đối so với nón hai kính, tại vì nó không có cái rãnh phía trước, nó không có nhiều khoảng hở lắm, cho nên những chi tiết của nó trong đây nè nó sẽ lắp đặt một cách là fit chỉnh chu nhất có thể. Mình có tham khảo thử một số thị trường khác thì nón này nó có phiên bản hai kính nữa, nhưng mà không biết là do nhà phân phối ở Việt Nam á họ ngại giẫm đạp lên chân của những cái nón họ đang phân phối, ví dụ như là nón Yuhi 981 hai kính á, cho nên họ đặt cái nón này là một kính thôi. Và thị trường có gì phân phối chính hãng thì mình sẽ kinh doanh giống vậy thôi, chứ ao ước làm chi, những cái xa xôi nó không có thực tế ha. Thì hiện tại như nón 985 này là muốn đuôi gió thì có đuôi gió nhọn cũng có, đuôi gió mà Bista dạng thường chở người ngồi sau cũng có, muốn chơi tem thì cũng có. Hiện tại là dán thực tế sẵn một mẫu thì nó đẹp như thế này nè. Thì chừng nữa sắp tới mình sẽ cố gắng mình làm thêm nhiều mẫu khác dán tem, để những bạn nào thích phong cách nào thì chọn phong cách đó. Bên mình thì tem đề can nó có rất là nhiều rồi, và tem đề can bên mình á nó rất là khác với những bên khác nha các bạn. Bên mình là toàn bộ là tem á, là những cái chi tiết này nè, là những cái mảng được thiết kế bằng vector in ra nó rất là nét. Có nhiều chỗ khác á là copy tem bên mình mua về scan ra thì cái độ phân giải nó không thể nào tốt được giống gì, dưới mà họ sẽ lọc bỏ bớt những cái chi tiết theo những cái viền, những cái hốc gió này nọ thì bạn sẽ không có được sự liền lạc giống vậy đâu. Màu jean á thì hiện tại chỉ có những màu trơn thôi, có thể là gắn thêm đuôi gió hoặc làm này nọ cho nó ngầu hơn thôi, còn màu tem hãng thì chưa có làm. Bạn nào thích chơi tem đề can thì có thể chơi ha. Các bạn nào cần hỗ trợ thêm có thể inbox về Happy nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.